Giá vàng hôm nay ngày 12 tháng 10, liệu giá vàng có tăng nhiều lên đồng? Và mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC đang được giao dịch tại các cơ sở kinh doanh hàng đầu như Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đều giữ nguyên mức 82,5 và 84,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn 4 số 9 tăng trở lại theo đà tăng của thị trường thế giới. Cụ thể, tại Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn, giá vàng nhẫn giao dịch tại 81,5 và 82,9 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng. Tập đoàn Doji giao dịch giá bán vàng nhẫn 4 số 9 ở 82,3 và 83,2 triệu đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá bán vàng nhẫn ở mức 82,2 và 83,18 triệu đồng trên một lượng. Về thị trường vàng thế giới, ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, cập nhật vào lúc 6 giờ sáng, giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kisco đạt 2.657 USD một ounce. Như vậy, giá vàng tăng 27,26 USD một ounce so với phiên giao dịch trước đó. Một lần nữa, vàng đã chứng minh giá trị an toàn truyền thống. Chưa có loại tài sản nào được thay thế trong bối cảnh cổ phiếu và tiền điện tử chứng kiến sự sụt giảm mạnh. Kim loại màu vàng đã tăng vượt qua những lo ngại về lạm phát và lãi suất. Trưởng phòng nghiên cứu Standard Chivin tại Capital Research nhận định giá vàng sẽ đạt 3.000 USD một ounce khi thị trường đối mặt với sự thay đổi lớn. Vừa rồi là bản tin giá vàng hôm nay 12 tháng 10, 2024.